Xin chào quý vị và các bạn. Tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô đã sang tháng thứ 7 kể từ ngày khởi công dự án. Hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật tiến độ dự án vành đai 4 vùng thủ đô đoạn đi qua địa phận huyện Mê Linh, xem tiến độ thi công gói thầu 2.1 đường song hành tiến triển thế nào. Đường vành đai 4 chạy qua địa phận huyện Mê Linh có chiều dài khoảng 11,2 km, đi qua 5 xã trên địa bàn gồm có Văn Khê, Đại Thịnh, Thanh Lâm, Chu Phan, Kim Hoa. Hiện tại, nhà thầu đang chia thành nhiều mũi thi công tại các xã như là xã Kim Hoa, Thanh Lâm, Đại Thịnh, Văn Khê. Đường vành đai 4 chạy qua địa phận huyện Mê Linh, có điểm đầu tiếp giáp với huyện Sóc Sơn tại sông Cà Lồ, nơi có cầu Bắc Qua. Điểm cuối tiếp giáp với đê tả sông Hồng, nơi đây sẽ xây dựng cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng sang địa phận huyện Đan Phượng. Đây là địa phận xã Kim Hoa, tuyến đường chạy qua một con mương. Nhà thầu đang thi công móng trụ cầu. Phía trước là khu đổ bê tông dầm cầu. Đoạn này có một cầu vượt để vượt qua đường sắt. Ở phía trước, bên trái tuyến đường là khu đô thị Hút Mê Linh. Đoạn từ khu đô thị Hút Mê Linh cho đến trục đường Mê Linh thuộc xã Đại Thịnh chưa được thi công. Đây là đoạn thuộc địa phận xã Văn Khê, nhà thầu đang thi công từ trục đường Mê Linh cho đến sát đê tả sông Hồng.
Phía trước là đê tả sông Hồng, điểm đầu của hạng mục cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng sang địa phận huyện Đan Phượng.